bác cùng theo dõi nhá, xem là mình đứng thịt trên bô xe cái xe mi bác này xem ok không, mình thử nướng nhá. Wow, rồi các bác, hiện tại thì tôi đã nướng xong cái thịt này. Thì nướng như thế này thôi, không có cần phải nướng chín quá đâu. Nướng cho nó chín vừa phải, chín khoảng 90 là ok rồi. Còn bụng già ai yếu ăn thì đau bụng thì phải gắng chịu thôi chứ biết sao đây. Đây tôi có chuẩn bị rau này, bánh mì này và cái này. Bây giờ tôi sẽ rẽ một chén muối ớt thật ngon, muối ớt thật cay, xíu cay một tí. Đây, rẽ một chén muối ớt để chấm cùng. Bữa trưa nay thì tôi chỉ ăn như thế này thôi. Thế này là hơn ở trong rừng rất là nhiều các bạn. Khi mà vào trong rừng thì mới biết nó rất là khan hiếm về đồ ăn. Tôi sẽ dã muối. Bữa tôi ở trong rừng kia tôi có 4 trái trứng. Không có cái gì nữa. Có tìm được 2 cái bắp chuối và bắp chuối rừng này. Ăn cảm giác nó đói, nó phê kinh khủng luôn. Nguyên một ngày. Mấy cái này này, sáng nay tôi mới mua ở chỗ kia nó bán lại có 20 ngày rồi. 2 cái mình dùng để nấu cơm cũng được, dùng nấu nước cũng được, dùng để đựng đồ ăn, đựng muối, ok, tất cả mọi thứ đều rất ok các bạn. Đó, như thế này thôi. Đó,
giờ tôi sẽ ăn nhá. Bác nhá. Ngon quá. Thịt đây à, và theo xé ra bên trong nó chín hết rồi, ok. Một tiếng nữa em quay cho bác chồng. Ngon, ngon rồi bạn bác. Đi chơi hôm nay tôi đi câu, cho mang theo một số lưới câu ấy, tôi câu ở cái hồ trước này các bạn, mà đó, tôi không câu nữa, tại vì hôm nay không bắt được con trùng nào, lấy vào cái đào trùng đào run mà không có, quyết định nấu ăn ăn xong rồi nghỉ một tí để kiếm cây thuốc. Cái bô xe các bạn, có cái bô xe này hôm nay vì có bữa này không có nào các bạn. Đừng bây giờ chê xe cũ nhá, xe cũ nhưng mà cái loại bô này này nó mới xài được cái món này, nó thịt nướng này. Còn bây giờ bô xe người ta có cái bọc ngoài không có làm được đâu, chỉ có con này mới làm được thôi. Vậy nên cái nào nó có giá trị của nó, cái xe này tôi đi nhá, tôi cắm trại ngoài này, ở đây này, hay là bắt cưa đâu vậy, ở biển hay đâu vậy, tôi bắt nó ở ngoài, tôi ngủ trong đều, tôi không có sợ mất. Tôi mua có 2.200.000 mất mất luôn. Trước chạy con Jupiter bán nghèo mà mua này, từ dạy dạy cái này đến giờ không có sợ mất các bạn. Chứ nó thì nãy có một anh em đi qua xin mấy miếng, anh ăn anh kêu ngon lắm. Tôi ăn ngon rồi, tôi đang đói. Các bạn nha, các bạn nha, hẹn các bác ở video sau. Tôi sẽ thiết kế một cái tấm kính thật lớn rồi chiên trứng xem mà có chiên được không. Rồi các bác thích thì đăng ký ủng hộ kênh của tôi, cho tôi một like, một subscribe nhé. Tôi chào các bạn.